Bé Sơn có thương mẹ không? Dạ thương. Bé Sơn thương mẹ nhiều không? Dạ nhiều. Bé Sơn thương ba mẹ nhiều bao nhiêu? Tao. Rồi bé Sơn để ở đâu? Trái tim. Hôm nay là một cái ngày cũng khá là đặc biệt, đó là ngày 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi. Trên thế giới thì Trang nghĩ là ai cũng thích thiếu nhi đúng không? Thiếu nhi là một cái chủ đề gọi là coi như là đem lại rất là nhiều cái cảm xúc cho mọi người. Nhất là bản thân Đoan Trang bây giờ đã là một người mẹ thì Trang có được đứa con gái bé nhỏ, cho nên những cái cảm xúc khi mà được là một người mẹ, được là một người che chở cho một đứa con, cho một người thiếu nhi, mà cũng đồng thời là trong cái quá trình đó mình cũng được sống lại cái thời tuổi trẻ của mình, cái thời thiếu nhi của mình, những cái lúc mình còn nhỏ ra làm sao. Cho nên Trang cảm thấy nó rất là nhiều ý nghĩa. Và ngày hôm nay thì cô Đoan Trang mong là tất cả các con, tất cả các bạn nhỏ luôn luôn được những cái niềm vui rất là lớn từ ba mẹ, từ ông bà, từ những người thân yêu trong gia đình của mình và từ tất cả những người xung quanh mình, sẽ dành trọn những tình cảm tốt đẹp nhất dành cho các con, để bạn nhỏ nào cũng được hạnh phúc, để bạn nhỏ nào cũng được có những nụ cười rất là đáng yêu ở trên môi mình ha. Thì Đoan Trang xưa giờ cũng không có phát triển trên cái kênh YouTube của mình, mặc dù bạn bè cũng như là các khán giả yêu thương mình luôn luôn nói là Đoan Trang làm cái kênh YouTube đi, nhưng mà có thể là do lười cũng có thể là do mình cũng không có quen lắm cho nên chưa thực hiện được. Nhưng mà từ sau cái chương trình Thử Thách Lớn Khôn của công ty Điền Quân và HTV7 được phát sóng ở trên kênh HTV7 thì mình cảm nhận được cái sự quan tâm của khán giả dành cho gia đình của Trang rất là lớn, dành cho bản thân Trang, cho Trang và ông xã Trang, và cho nhất là cho bé Son. Thì rất là nhiều khán giả cũng như bạn bè, các em trong ekip cũng có động viên là nên lập cái kênh YouTube cho gia đình đi, để mình có thể chia sẻ những cái điều rất là chân thật như rất là quý giá, để thứ nhất là làm kỷ niệm cho bản thân gia đình mình, thứ hai là sẽ là những cái khoảnh khắc được lưu giữ lại cho Son sau này, để Son thấy khi mình lớn lên thì lúc còn bé mình như thế nào, để mỗi ngày Son luôn luôn phát huy những cái điều tốt của mình, cũng như phải sửa đổi những cái điều chưa hay để mình trở nên hoàn thiện hơn. Và cái kế tiếp là những cái món quà, tại vì những cái kênh YouTube là những cái clip phải không, thì đó sẽ là những cái món quà mình dành tặng cho những khán giả luôn luôn quan tâm, luôn luôn thương yêu, luôn luôn trông mong gia đình của mình. Thì Trang nghĩ cũng là lúc để mình có thể giới thiệu cái kênh YouTube của gia đình Trang cho khán giả được biết ha. Thì ngày hôm nay là ngày 1 tháng 6 cũng là một cái ngày vừa rất là ý nghĩa, vừa rất là phù hợp để mình làm điều đó. Mong là khán giả khi mà xem cái kênh YouTube đó thì có thể là những người bạn mới của gia đình Đoan Trang, có thể đó sẽ là những người bạn rất cũ, là những khán giả đã từng theo đuổi, là những khán giả đã cùng với Đoan Trang suốt gần 20 năm ca hát của Trang rồi, hoặc là có những khán giả khi mà Đoan Trang mới bắt đầu có con, thì bây giờ bé Son đã được 6 tuổi rồi, và cũng có thể là những người khán giả mới hơn sau chương trình Thử Thách Lớn Khôn, người ta biết đến gia đình của mình, người ta quan tâm và yêu mến gia đình của mình nhiều hơn. Thì tóm lại chúng ta sẽ gặp nhau ở trên đó, mong là các bạn luôn luôn quan tâm và dành cái tình cảm tốt đẹp đó cho gia đình của nhà bé Son, và chúng ta sẽ có một cái không gian cùng tương tác với nhau thật là chân thành, thật là thoải mái trên cái kênh YouTube của gia đình bé Son, của Đoan Trang và bé Son nha tất cả quý vị. Và hôm nay thì không biết là các con nhận được món quà gì từ ba mẹ cũng như những người thân yêu của mình,
Còn đối với cô Đăng Trang thì các con biết không, cô sẽ có một món quà này dành cho Son. Đó là giống như cô Đăng Trang chia sẻ từ nãy tới giờ là sẽ có một cái kênh YouTube của gia đình, nhưng mà sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái hình ảnh, những cái đời sống hàng ngày của gia đình cũng như là của bé Son. Bây giờ Trang sẽ kêu bé Son ra đây nha. Son ơi! Ok, Son ra đây mẹ nào. Wow, Son có cái băng đô dễ thương quá. Ai mua cho Son vậy? Ai mua cái băng đô này cho Son? Chắc là cả mẹ không mẹ? Đúng rồi, để mua cho Son. Thực ra Son có rất là nhiều băng đô, có những băng đô có các cô chú tặng cho Son trong dịp sinh nhật của Son nè, có những băng đô của các bạn tặng Son, và có những cái băng đô kích kẹt mà ba mẹ mua cho Son. Son có nhận ra cái gì không? Con nhận ra cái đầm của mình màu tím mình hợp đó mẹ, đẹp quá mẹ ơi. Là đầm của mình là giống màu nhau đúng không? Mà màu tím là màu gì? Màu mà Son thích hay Son không thích? Con thích cả hai cái màu hồng và màu tím này nè. Son thích nhất màu gì? Con thích nhất là màu tím đó mẹ, như cái đầm mình á. Màu tím với màu hồng. Đúng rồi, mẹ nhớ mà Son nói là Son thích màu hồng và màu tím. Nhưng mà có lần Son nói với mẹ là Son thích màu tím hơn, đúng không? Dạ. Cho nên hôm nay mẹ chọn hai cái màu tím này cho mẹ với Son mặc nè. Dạ mẹ, cảm ơn mẹ. Không có chi Son. Rồi, mẹ nói nghe nè. Con giờ mới có một idea, con được có mất bất ngờ. Tại đôi khi giờ cái hai cái màu tím này là cũng như nhau, màu tím với lại cái môi Son mẹ đỏ, cái băng nuôi con đỏ. Cũng giống nhau. Mẹ nói nghe nè. Từ trước tới giờ là mẹ với cậu Hiếu là định làm cái kênh YouTube cho gia đình mình, trong đó sẽ có nhiều cái clip về Son, quay Son nói cái này, quay Son nói cái kia, nhớ không? Dạ. Mẹ quay Son lại đó. Nhưng mà mình đã làm kênh YouTube đâu, thành ra là các cô chú với lại các ông bà, các anh chị, các bạn không có một cái nơi, một cái kênh để mà xem mình đàng hoàng nhiều thứ trong đó. Cho nên hôm nay mẹ với các cô chú làm kênh YouTube cho Son, cho gia đình mình ha. Mẹ. Ủa phải cái đó hai fan sợ không mẹ? Đúng. Con quên mẹ. Mẹ quên. Có nghĩa là hôm nay là ngày 1 tháng 6 mẹ có hai món quà dành cho Son. Cái thứ nhất là cái món quà này. Món quà này cũng rất là dễ thương. Mẹ nghĩ là Son rất là thích. Đó là nguyên cái hộp đồ chơi của Hai Pencil tặng cho Son, đúng không? Của các cô chú ở Hai Pencil tặng cho Son. Để lát nữa Son chơi. Thì cái này khoan, cái này lát nữa đi. Lát mẹ mở ra cho Son chơi. Ok, còn món quà thứ hai là cái gì? Là như mẹ vừa nói với Son, đó là kênh YouTube. Kênh YouTube này là gia đình của mình bỏ trong đó. Rồi sau đó là mình sẽ có những cái clip về Son để bỏ lên trên đó. Rồi sau này mẹ dạy Son hát, múa, mình cũng bỏ trên đó cho các bạn xem luôn. Mẹ Son có chịu học hát với học múa với mẹ không? Dạ muốn, con muốn mẹ dạy cho con nha. Ok con dạ, con hứa với mẹ đúng không? Dạ con hứa con sẽ không tao quậy mẹ. Con đúng rồi. Hứa mẹ luôn nha mẹ. Đúng rồi, con hứa với mẹ là con phải học đàng hoàng nha con. Dạ. Vậy thì bây giờ mình nói với các cô chú là coi cái kênh YouTube của mình đi. Xong rồi Son nói với các cô chú với các bạn á là bấm vô cái subscribe để mà đăng ký vào cái kênh của mình để thành cái thành viên của kênh mình nha. Dạ, vậy Son nói làm sao? Son nói làm sao? Con nhìn vô đây, con nói nhìn vô cái ống kính, con nói nè, con nói làm sao? Mấy cô chú, mấy anh, mấy chị, mấy bạn subscribe con, mấy bạn subscribe con nha. Click subscribe, ok. Con cảm ơn các cô chú nhiều lắm. Cảm ơn các cô chú nhiều lắm. Nè, rồi các cô chú á, đợi mẹ xíu. Là các cô chú bấm vào cái subscribe, có nghĩa là đăng ký kênh, nhưng mà đồng thời cũng nhấn vô cái chuông theo dõi, cái chuông ở kế bên á, để mà theo dõi để làm gì, để sau đó khi mà nhà Son có những cái clip nào thì được cập nhật trực tiếp trên cái trang, trên cái phone của các cô chú luôn, để mình trở thành những người đầu tiên xem những cái clip này nha.
Cảm ơn các cô chú và các ông bà, các anh chị, các bạn đã thương Son, đã quan tâm tới gia đình nhà Son nha. Mấy cô chú chưa có đắt, còn vẽ cái này nữa. Nè, ủa con vẽ gì vậy? Đại chứ không có, đại chứ. Subscribe. Chị thêm chữ Y nữa không? Chữ E nữa. Chữ E. Nhưng giờ không có chỗ hay kệ giả bồ hủng được. Nhưng giờ không có chỗ hay kệ giả bồ hủng được. Rồi, đâu con phải để riêng cho chú quay nè. Nhưng mà Son ghi không có đúng, Son ghi hơi sai xíu. Thôi để khi rảnh mẹ dạy lại cho Son nha. Dạ. Rồi, surprise. Vậy thì bây giờ nè, cái kênh của Son nè, Son nhìn nè. Cái kênh này mới ra hôm nay nè, để cho Son coi nha. Dạ. Nha. Ok, đây. Nó Son có thương mẹ không? Dạ. Để mở để Son thương mẹ nhiều không? Đó. Nó Son thương ba mẹ nhiều bao nhiêu? Cái này là hồi nào Son nhớ không? Mình đi quay Soleil, phải không? Quay cái MV Soleil ở đâu? Ở Đà Lạt á. Nè, nè sao nè, sao nè, sao nè. Cái gì là đó con gì? Lúc này con 2 tuổi rưỡi hả? Nhưng mà nhắm con lúc này. Này mình đi quay thử thách lớn thô vào bên kia đó. Wow. Sao ở đâu? Maldives. Ở Maldives. Đó. Rồi bấm subscribe. Bấm subscribe ở đâu? Chưa. Rồi bấm subscribe là bấm vô đây ha. Đúng không? Bấm subscribe vô đây xong sau đó có cái chuông. Bấm vô cái chuông theo dõi nữa nha quý vị. Rồi. Rồi. Ok ha. Vậy thì bé Son chào tạm biệt đi. Bé Son chào tạm biệt các cô chú. Và con hẹn tất cả các cô chú và các bạn qua cái clip kế tiếp nha. Dạ. Con nói đi. Mấy cô chú. Con nhìn chú. Mấy cô chú coi con. Bấm subscribe con chào mấy cô chú. Đang xem con và con hẹn gặp lại tất cả các cô chú và các bạn. Con sẽ hẹn gặp lại mấy cô chú và các bạn. Trong clip kế tiếp. Trong clip kế tiếp. Ở trong cái video clip kế tiếp. Yeah. Ok. Bye bye. Bây giờ Son được mở quà ra chơi rồi. Bye bye. Wow. Thầy mở liền cho Son nha. Bây giờ Son Son thử Son đọc thử coi. Mặc dù Son chưa học đọc, chưa học viết ngày nào hết. Nhưng mà Son thử đoán thử coi. Son thử đoán một cái mặt chữ á. Mẹ thấy Son đoán được á. Thương. Thương yêu. Thương gửi. Thương gửi cô bé mặt trời. Đúng rồi. Gì nữa? Chưa học chữ ngày nào hết đó. Hi Angelina. Hi mom. Bé Son có thương mẹ không? Yes. Bé Son thương mẹ nhiều không? Nhiều. Bé Son thương ba mẹ nhiều bao nhiêu? Rồi bé Son để ở đâu? Trái tim. Angelina Calvin. Wow. Angelina Calvin.